Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 Ukraine mới đây công bố đoạn video đụng độ với nhóm lính thủy đánh bộ Nga trên chiến trường ở Krinky. Đoạn video ghi lại cảnh sau trận chiến, lính thủy đánh bộ Ukraine đẩy lùi được nhóm lính thủy đánh bộ Nga cố gắng tấn công thị trấn Krinky và đang kiểm tra thi thể của những người lính Nga đã thiệt mạng. Quân đội Ukraine tuyên bố trong video rằng một nhóm lính Nga sẽ mãi mãi ở lại Krinky họ là những người lính thủy quân đánh bộ tinh nhuệ. Việc đẩy lùi cuộc tấn công bất thành của quân Nga vào các vị trí của lữ đoàn giúp Ukraine tự tin hơn giữa bối cảnh quân Nga liên tục tiến lên và giành được một số lợi ích đáng kể trên chiến trường miền đông Ukraine gần đây. Sau khi xem xét các tài liệu, thủy quân lục chiến Ukraine xác định rằng một số lính Nga thiệt mạng chỉ mới ký hợp đồng với thủy quân lục chiến Nga vài tháng trước. Được biết, lữ đoàn thủy quân lục chiến cận vệ 810 của quân đội Nga đang chiến đấu trong khu vực này. Hồi tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát khu định cư Krinky ở vùng Kherson. Trong cuộc phỏng vấn với Tổng biên tập TASS Mikhail Petrov, Bộ trưởng Shoigu nói rằng việc giành được Krinky thực sự đã đặt dấu chấm hết cho cuộc phản công của Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Đại tá Vitaly Kiselev của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng LPR, việc quân đội Nga kiểm soát Krynky ở tảng ngạn sông Dnieper sẽ có tác động nghiêm trọng đến tinh thần vốn đã xa sút của binh lính Ukraine. Với kênh Solo vf Live TV, ông Kiselev cho biết có sự chán nản rất nghiêm trọng về mặt huy động và huấn luyện nhân sự và rất nhiều người từ chối chiến đấu. Ngoài ra, có một số lượng lớn binh sĩ đảo ngũ khỏi quân đội Ukraine và việc lực lượng Nga giành được chỗ đứng ở Krynky chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của đối thủ, ông nói thêm. Chuyên gia này cũng cho rằng đây sẽ là hạn chế lớn đối với các nước phương Tây tài trợ cho Ukraine. Họ sẽ suy nghĩ kỹ xem liệu việc tiếp tục tài trợ Ukraine có xứng đáng hay không. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Pipden ở miền nam Ukraine bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Nga Shoigu rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Krynky, theo Pravda. Pravda trích tuyên bố lực lượng Nga sau khi thất bại trong các chiến dịch tấn công ở tả ngạn Kherson đã dùng đến cách xuyên tạc sự thật. Chúng tôi chính thức thông báo rằng tuyên bố của Nga là không chính xác. Bộ Chỉ huy Pipden báo cáo rằng lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine đang tiếp tục giữ vững vị trí của mình và gây tổn thất đáng kể cho phía Nga. Vùng Khe Sơn đã sắp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận. Lực lượng Nga hiện chưa kiểm soát hoàn toàn Khe Sơn. Truyền thông Mỹ cho biết nhiều máy bay không người lái cỡ nhỏ, drone bất ngờ hoạt động bên trong căn cứ không quân ly của Mỹ trong nhiều tuần của tháng 12 năm 2023, nhưng giới chức nước này không rõ ai là bên vận hành. Hoạt động xâm nhập bằng drone dai dẳng và gây rắc rối đến mức giới chức Mỹ phải điều động nhiều khí tài để đối phó, trong đó có trinh sát cơ chiến lược đặc biệt V-57F của NASA. Sự xâm nhập bí ẩn của các UAV cho thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng của các UAV nhỏ, giá rẻ nhưng nguy hiểm cả trong và ngoài chiến trường. Người phát ngôn của căn cứ không quân Langley cho biết, số lượng và kích thước UAV trong mỗi vụ xâm nhập là khác nhau. Không có vụ xâm nhập nào có dấu hiệu của hành động thù địch, nhưng bất cứ thứ gì bay trong không phận hạn chế đều có thể gây ra mối đe dọa tới an toàn của các chuyến bay trong căn cứ. Quan chức trên xác nhận, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA đã biết về các vụ xâm nhập bí ẩn. Ông không cho biết thêm chi tiết về vụ việc vì lý do an ninh, nhưng khẳng định không quân sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp tác với cơ quan địa phương và liên bang có liên quan. Được biết, đây không phải lần đầu căn cứ Langley và các cơ sở quân sự khác trên đất Mỹ bị drone xâm nhập. Một số cơ sở dân sự quan trọng của Mỹ như nhà máy điện hạt nhân cũng gặp sự kiện tương tự drone từng áp sát chiến hạm Mỹ. Một số máy bay quân sự của nước này gặp phương tiện bay không người lái chưa xác định trong vùng thử nghiệm, huấn luyện hoặc các khu vực quân sự khác. Căn cứ Langley ở bang Virginia nằm trong khu vực chiến lược bậc nhất nước Mỹ. Đây là nơi đóng quân của không đoàn tiêm kích số 1 và số 192, những đơn vị vận hành tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ. Nhiệm vụ của lực lượng này tại căn cứ Langley là duy trì năng lực triển khai nhanh chóng trên toàn cầu và chiếm ưu thế trên không cho quân đội Mỹ cùng đồng minh. Trong thời gian qua, các bên tham gia xung đột Nga-Ukraine thường sử dụng rộng rãi drone với mọi hình dạng, kích thước và năng lực để thả bộc phá vào binh lính hoặc thiết giáp đối phương hay mang theo thuốc nổ và la vào mục tiêu. Drone dân dụng mang vũ khí từng được phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng dùng từ giữa thập kỷ trước. Việc các nhóm vũ trang tại Trung Đông sử dụng drone tấn công đối phương đang gây ra cơn đau đầu mới cho Mỹ và đồng minh. Theo John Hap, trong ngày 18 tháng 3, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, JCS, đã thông báo về việc Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển Nhật Bản, Hàn Quốc gọi là Biển Đông. Phía Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng một số tên lửa đạn đạo từ tỉnh Bắc Hoang Ha-e ra vùng biển phía đông bán đảo. JCS đang tiến hành phân tích tầm bắn, độ cao và vận tốc của các tên lửa này. Động thái của Triều Tiên diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa tới Hàn Quốc để dự một hội nghị về dân chủ do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức. Cũng theo lực lượng tuần duyên Nhật Bản. Triều Tiên đã bắn liên tiếp 3 quả tên lửa đạn đạo và đều rơi ở ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế EEZ Nhật Bản. Đến nay Nhật Bản chưa ghi nhận thiệt hại gì từ các vụ phóng tên lửa trên. Cả 3 lượt phóng tên lửa này đều hướng về phía đông bắc với cự ly bay khoảng 350 km và độ cao tối đa khoảng 50 km. Sau đó rơi ở ngoài vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Nhật Bản. Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh rằng kể từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã liên tiếp tiến hành các cuộc phóng tên lửa đạn đạo với tần suất cao khẳng định đây là hành động đe dọa hòa bình và an ninh của Nhật Bản cũng như của khu vực và của cộng đồng quốc tế, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các hành động này cũng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Nhật Bản cực lực lên án cũng như phản đối mạnh mẽ hành động này của Triều Tiên. Được biết theo truyền thông Hàn Quốc, đây là lần thứ hai Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo trong năm 2024, lần đầu tiên là vào ngày 14 tháng 1. Phía Triều Tiên hiện chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ thử tên lửa. Lần thử nghiệm tháng 1 là tên lửa siêu thanh qua đó gợi ý rằng Bình Nhưỡng đã triển khai phương tiện hồi quyển mang đầu đạn hạt nhân có thể thay đổi đường bay ở tốc độ cao. Triều Tiên thường xuyên chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc. Gần đây nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã khẳng định Triều Tiên không còn trông chờ vào việc thống nhất hòa bình với Hàn Quốc. Trước lần phóng tên lửa sáng ngày 18 tháng 3, ông Kim đã chỉ đạo các cuộc tập trận với sự tham gia của đơn vị pháo binh có khả năng tấn công Seoul, thị sát bài huấn luyện mô phỏng đánh đồn biên phòng Hàn Quốc và thử nghiệm loại xe tăng mới nhất của nước này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ dẫn trước ông Donald Trump trong hai cuộc thăm dò mới được công bố khi còn khoảng 8 tháng nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống. Cụ thể, một cuộc thăm dò của Reuters, IPSOS với 3.356 cử tri đã đăng ký cho thấy ông Biden nhận được 39% phiếu ủng hộ, trong khi ông Trump nhận được 38%. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 3 và sai số là cộng trừ 1,8%. Một cuộc thăm dò khác của Civic Daily Coast với 1.324 cử tri tham gia cho thấy ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành được 45% phiếu bầu so với 44% của ứng viên Đảng Cộng Hòa. Cuộc khảo sát này được thực hiện từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 và có sai số cộng trừ 2,8%. Theo một cuộc thăm dò, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu thông điệp liên bang và nhận được đánh giá tích cực từ hàng loạt chuyên gia cũng như phản ứng tốt từ công chúng Mỹ. Ông Biden đã công bố kế hoạch cho phép quân đội Mỹ xây dựng một bến cảng tạm thời trên bờ biển Gaza để cho phép chuyển nhiều viện trợ nhân đạo đến khu vực hơn. Tổng thống Biden, 81 tuổi, cũng sử dụng bài phát biểu để giải quyết những lo ngại về vấn đề tuổi tác. Trong sự nghiệp của mình, người ta đã nói rằng tôi quá trẻ và tôi quá già. Dù trẻ hay già, tôi luôn biết điều gì sẽ tồn tại. Trước đó, tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Ohio ngày 16 tháng 3, cựu Tổng thống Trump đã tạo dựng niềm tin để cử tri tin rằng chiến dịch tranh cử của ông vào Nhà Trắng đem lại bước ngoặt cho đất nước khi nói rằng cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 sẽ là ngày trọng đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông đồng thời cảnh báo mối đe dọa hiện hữu đối với ngành sản xuất ô tô trong nước trong bối cảnh Trung Quốc có kế hoạch sản xuất ô tô ở Mexico để sau đó xuất sang thị trường Mỹ. Cuộc vận động này diễn ra sau khi cựu phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người từng là cánh tay phải đắc lực của cựu Tổng thống Trump, tuyên bố sẽ không ủng hộ ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trong nhiều thập kỷ qua, Ohio được coi là một bang chiến địa trong các cuộc bầu cử ở Mỹ. Bang này có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Đảng Cộng Hòa kể từ khi ông Trump giành chiến thắng năm 2016. Nhìn chung, các cuộc thăm dò gần đây thể hiện những kết quả khá chia rẽ. Ví dụ, một cuộc thăm dò của Kaiser Family Foundation cho thấy Tổng thống Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 47% so với 44%. Đã có 1.072 cử tri đăng ký được khảo sát từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 2 trong cuộc thăm dò này. Trong khi đó, cuộc thăm dò từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 3 với 1.450 cử tri đã đăng ký do YouGov thực hiện lại dự báo cựu Tổng thống Biden sẽ giành được 42% phiếu bầu so với 44% của ông Trump. Theo tính toán của trang tổng hợp thăm dò FiveThirtyEight vào ngày 15 tháng 3, mặc dù có phản hồi tích cực sau bài phát biểu thông điệp liên bang nhưng tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden sau đó đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 37,4% với tỷ lệ không tán thành là 56,5% hiện còn khoảng 8 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng viên là rất hẹp. Trong khi đó, có nhiều điều có thể thay đổi, đặc biệt là vì ông Trump đang phải đối mặt với bốn cáo trạng hình sự có thể ảnh hưởng đến chiến dịch trở lại Nhà Trắng. Ông Trump đã phủ nhận các cáo buộc và không nhận tội trong tất cả các cáo trạng.